Xoài non lên đồ dự sự kiện là chặt chém, được săn đón như ngôi sao, nhận xét là xinh nhất Việt Nam. Với sức hút của mình, Xoài non được săn đón như ngôi sao hạng A, liên tục được fan xin chụp hình tại họp báo sự kiện. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả cho ưu ái nhận xét cô nàng xứng đáng là cô gái xinh nhất Việt Nam hay Xoài non xinh đẹp không góc chết, bất chấp cả camera thương, cao tí nữa là thì nhan sắc ok luôn. Không hổ danh là hot girl xinh không góc chết, mỗi lần xuất hiện, Xoài non lại khiến dân tình được một phen rần rần. Nhờ gương mặt xinh đẹp không tì vết, không ít lần bà xã Semesis đã được dân tình, đặc biệt là các chị em xin bí quyết chăm sóc da. Trên TikTok truyền tay nhau đoạn clip của Xoài non nhận về nhiều sự quan tâm của độc giả. Cụ thể, trong clip, nàng hot girl diện một chiếc đầm màu đỏ với điểm nhấn nằm ở phần ngực được khoét sâu, khoe được đôi bờ vai thon gọn. Như những lần khác, Xoài non lựa chọn lối makeup nhẹ nhàng, không đánh nền quá dày để tạo sự tự nhiên cho gương mặt. Lớp son môi đỏ giúp cô thể hiện được sự quyến rũ và quý phái. Với kinh nghiệm làm mẫu ảnh và tham gia nhiều sự kiện, Xoài non chỉ cần vài đường cơ bản là đã có ngay những bâu xì ăn chuyên nghiệp. Một nụ cười mỉm hay cái liếc mắt nhẹ nhàng cũng đủ làm nàng hot girl đốn tim bao nhiêu khán giả. Cô nàng cho biết bản thân tẩy trang rất kỹ, đặc biệt là những vùng như khóe mũi, mắt, môi v.v. Tiếp đến, cô nàng sử dụng toner và cấp ẩm để da luôn được căng bóng và mịn màng. Vùng da cổ cũng là bộ phận mà Xoài non không thể bỏ qua. Và ban ngày chống nắng là quy trình skincare mà hot girl 10x không thể thiếu, giúp da giảm tác động của tia UV. Thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình, bà xã Semesis cho biết cô luôn ưu tiên lựa chọn những sản phẩm phù hợp với làn da chứ không chạy đua theo trend. Xoài non tên thật là Phạm Thùy Trang, cô nàng sinh năm 2002 được biết đến nhiều hơn sau khi kết hôn với nam streamer giàu nhất Việt Nam Semesis. Cả hai đã về chung nhà với nhau khi cô nàng vừa tròn 18 tuổi. Hiện cặp đôi đang có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Không những có được nhan sắc ấn tượng, Xoài non còn được gia đình chồng và chồng hết mực cưng chiều. Dù làm dâu hào môn và nhận về nhiều ý kiến tiêu cực cho rằng cô nàng ăn bám chồng. Song Hot Girl 2002 cho biết cô đã tự lập từ khi còn nhỏ và có thể tự lo cho bản thân mà không cần phải nhờ sự trợ giúp của chồng. Khi xuất hiện tại đám cưới của Maxil, nhan sắc Xoài non qua cam thường khiến nhiều người phải trầm trồ. So sánh với ảnh tự đăng, mọi người đều dễ dàng nhận thấy không có sự khác biệt về thần thái, vóc dáng. Nước da trắng sáng, ngũ quan sắc nét cùng trang phục gợi cảm thời thượng đã giúp Hot Girl 2K2 chiếm trọn spotlight. Trước đó, nhan sắc Xoài non tại đám cưới của Bowman và Minh Nghi cũng gây sốt mạng xã hội. Cô nàng để tóc búi cao cùng lối trang điểm sắc sảo, khoe vẻ đẹp lai tây cuốn hút, xứng danh chiến thần visual. Bà xã nam streamer tỏa sáng bất chấp camera thương. Cô thu hút mọi ánh nhìn với vẻ đẹp mặn mà dù khung ảnh có chất lượng kém. Qua loạt ảnh này, khán giả đều phải công nhận nhan sắc của Xoài non khi chụp lén hay camera thương cũng không thể nào dìm được. Dù góc quay thiếu sáng, dù góc chụp khó nhằn, vốn dễ lộ khuyết điểm sắc vóc, thì cô nàng cũng cần đẹp. Sở hữu nhan sắc vạn người mê, Xoài non cũng không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc mặt mộc của mình. Nhiều lần bà xã Semesis thoải mái để mặt mộc livestream nói chuyện với khán giả. Cô ghi điểm với làn da tươi tắn, nét mặt không quá khác biệt so với khi trang điểm. Trong các vlog dọn dẹp nhà cửa, cô nàng cũng không ngần ngại để mặt mộc, xuất hiện với vẻ ngoài không son phấn nhưng nhan sắc của mỹ nhân 10x vẫn vô cùng nổi bật. Gương mặt nhỏ đậm chất lai tây, nụ cười tươi tắn của cô nàng đốn tim người hâm mộ. Dù ở góc nghiêng hay góc chính diện, ngoại hình của Xoài non cũng chưa bao giờ làm khán giả thất vọng. Không lộng lẫy như trên sóng truyền hình hay trong các khung ảnh tự đăng, Xoài non qua góc quay của chồng lúc nào cũng hài hước. Lần này người đẹp xuất hiện với hình ảnh mặt mộc, tóc tai bù xù, ngoài ra dáng đứng hay cách thể hiện của cô cũng vô cùng tự nhiên. Cô nàng làm kinh doanh, làm mẫu ảnh và quảng cáo. Nhìn nhan sắc của Xoài non có lẽ chị em nào cũng mong muốn có được. Tuy nhiên, có thể đẹp tự nhiên chứ không thể tự nhiên mà đẹp. Vì vậy, chị em cần phải chăm chỉ chăm sóc da và yêu thương bản thân mình nhé. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.